Xin kính chào quý vị và các bạn. Do hình thế không khí lạnh nén và dồn đẩy khối khí nóng ở địa phương, nên Bắc Bộ trưa chiều nay trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất khu vực phía Đông bao gồm cả thủ đô Hà Nội dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Tuy nhiên, quá trình nén chậm sẽ làm khối khí nóng trung hòa bớt, mây dông đã dần hình thành. Ngày mai trời nóng oi tại khu vực Tây Bắc, nhiệt độ giảm nhẹ từ 1 đến 3 độ. Tối muộn thì một số tỉnh tiếp giáp với Việt Bắc bắt đầu có mưa rào và dông. Phần phía Đông Bắc Bộ cũng chuyển biến mưa rào và dông do khối không khí lạnh đẩy giải mây dông xuống dưới Bắc Bộ. Trên một nền nhiệt độ đang nóng, sự chênh lệch lớn giữa hai khối khí gây ra một đợt mưa dông khá mạnh tại vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc, nơi mà giải mây dông sẽ hoạt động mạnh trong đêm mai. Do vậy, bà con hết sức đề phòng nguy cơ xảy ra gió lốc, gió giật mạnh, thậm chí có thể mưa đá tại một số tỉnh. Dự báo mưa sẽ kéo dài ở Bắc Bộ liên tiếp trong từ 2 đến 3 ngày sau đó, đặc biệt là tại khu vực Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, được dự báo có mưa nhiều ngày với lượng mưa lớn. Do vậy, bà con nên chuẩn bị các biện pháp bảo vệ hoa màu sao cho phù hợp. Đợt nén lần này do không khí lạnh tác động lên vùng khí nóng ở địa phương đối với các tỉnh Trung Bộ là không mạnh. Do đó mà trong ngày hôm nay thì số điểm đạt mức là trên 35 độ sẽ nhiều hơn so với ngày hôm qua. Tuy nhiên thì đợt lần này không xảy ra nắng nóng diện rộng trên toàn bộ miền Trung. Dự báo sang đến ngày mai, khi mà khối không khí nóng phía trên Bắc Bộ đã trung hòa bởi không khí lạnh và giải mây dông dần đẩy xuống Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Trong chiều tối mai thì phía Bắc của Trung Bộ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, có mưa rào và dông từ đêm mai. Vùng từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế có mưa dông trước tiên từ đêm mai. Sang ngày kia thì mưa sẽ lan dần xuống khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định. Nhìn chung là đợt mưa này sẽ kéo dài, nhưng lượng mưa là không lớn. Tuy nhiên, mưa cũng sẽ khiến cho nhiệt độ ở Trung Bộ giảm khá nhiều, đặc biệt là tại khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế. Và các khu vực phía Nam của Trung Bộ thì do ít chịu tác động của giải mây dông, nên thời tiết tương đối tạnh giáo với mức nhiệt vừa phải. Xuôi về phương Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và hai ngày tiếp theo trời nắng nhiều, nền nhiệt trên toàn bộ khu vực duy trì ở mức cao. Nắng nóng xảy ra cục bộ tại Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây của Nam Bộ với mức nhiệt trưa chiều đạt mức là từ 33 đến 35 độ. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng là từ 35 đến 37 độ. Mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ vào khoảng chiều tối, mặc dù vậy thì bà con cũng nên đề phòng khả năng xảy ra dông sét nguy hiểm. Đến chiều tối và đêm ngày 24 tháng 4, mưa có thể gia tăng tại một số tỉnh của Nam Bộ như là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai hay là Phước Long, phần giáp với Campuchia và khu vực Nam của Tây Nguyên. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Ngày mai ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông đến Đông Nam ở mức là cấp 4, cấp 5 và phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn khu vực Nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, phổ biến có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng. Từ khoảng ngày 23 thì do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên mức là cấp 5, sau đạt cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày 21 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC là những thông tin chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành lớn trên cả nước trong 3 ngày tới. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.